Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán nhà đất Tây Ninh nha. Thì tiếp tục chuyên mục là đất đẹp Châu Thành. Đó, hôm nay em Hậu đi đến Đồng Khởi, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để gửi đến quý cô chú anh chị mình một cái bất động sản nằm trên một cái con đường đá đỏ ha, và đang lên nhựa luôn nha quý anh chị. Và có một cái diện tích rất là đẹp, ngang 12 m. Đó, mình dài là tới 88 m luôn nha quý anh chị. Đó, quý anh chị mình về đây mua cái bất động sản này á, là quý anh chị mình có thể làm rất là nhiều thứ. Xây nhà nè, ở đằng sau mình làm một cái khu nghỉ dưỡng cực kỳ tốt luôn. Và đất này á, là đã có hàng rào xung quanh đất rồi. Đó, ở đây có cái cổng nè, bên đây có cái rào dài là tới sau luôn nha quý anh chị. Đó, một tí xíu nữa mình vô đó mình xem thử ha. Và cái đất này á, là nó thuộc là ấp Tua 2, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành. Đó, từ đây mà mình đi ra đường quốc lộ 22B á, là mất của quý anh chị mình á, là chỉ có 300 m thôi. Về thành phố Hồ Chí Minh, ngay chỗ bến xe An Sương luôn, là 95 cây. Về Đức Hòa, Long An là 75 cây. Và Thủ Dầu Một, Bình Dương cũng là 95 cây. Quý cô chú anh chị nào yêu thích cái bất động sản này có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, số điện thoại là 0839 666 736. Thì từ đây nè, mình đi về ngay chỗ Vincom, thành phố Tây Ninh á, cũng gần đó quý anh chị, nó có 6-7 cây số thôi. Đó, thì quý anh chị nào mà ở xa mình đến đây á, mình đến ngay chỗ Vincom Tây Ninh, mình cứ alo cho em Hậu, số điện thoại là 0839 666 736, thì em Hậu sẽ đến để dẫn quý cô chú anh chị mình đi xem cái bất động sản này nha. Và kênh mua bán nhà đất Tây Ninh á, thì chuyên mua bán ký gửi bất động sản tại thị trường Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Quý anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua bất động sản thì có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Đó, để em Hậu có thể hỗ trợ quý anh chị. Đó, mình cần quay video bất động sản nè, thì mình có thể liên hệ, em Hậu sẽ đến để hỗ trợ quý cô chú anh chị một cách tốt nhất. Đó. Và vào 7 giờ hàng ngày á, thì em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị những cái bất động sản mới nhất tại thị trường Tây Ninh. Thì quý anh chị mình chỉ cần ngồi tại nhà mở kênh YouTube thì em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị những cái bất động sản ha. Và đây là cái cuốn sổ đất mà nãy giờ em Hậu giới thiệu nè. Ở đây á, chúng ta sẽ có là thửa đất số 1193, tờ bản đồ số 36, ấp Tua 2, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng là 1058 m². Và đất ở nông thôn là 50, nó cây hàng năm khác là 1008. Đó, và ở trước là đường đất nè, 12 m, dài 88. Thì ở đằng sau này á, là nó có được thêm một công đất ân sao nữa nha quý anh chị. Đó, thì nó nằm ở một cái tích lục khác, thì chú chủ đất cũng đang làm hồ sơ để ra cái cuốn sổ, nên hiện tại giờ chưa có cho quý anh chị mình xem. Đó, và đất của chúng ta là sẽ quay về cái hướng, đây là cái hướng hướng nam. Đó, phù hợp cho quý anh chị nào yêu thích những xây nhà hướng nam, nó mát mẻ. Đó, thì khi mà chú chủ đất làm xong cái phần một công ở sau nữa, đó, thì em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị. Thì khi mình đến đây mình sẽ xem hiện trạng, mình sẽ thấy mặt tiền là ngang 12, dài 101 và nở hậu ra phía sau. Đó, và bây giờ thì em Hậu xin mời quý cô chú anh chị mình xem tổng quan qua cái miếng đất này ha, để mình coi thông tin nó như thế nào. Xin mời. Và bây giờ em Hậu xin mời quý cô chú anh chị mình, đó, mình xem ra cái tổng quan của cái lô đất của chúng ta ha. Đó, hai bên đó là có hàng rào B40 đầy đủ hết. Đó, mình có chiều ngang là 12, chiều dài á là mình có tới là 88, và ở đằng sau á là mình có nở hậu ra đó. Đó, ở đằng sau cái diện tích của mình á là một công nha quý anh chị. Này, ngay chỗ này quý anh chị mình sẽ có một cái ao, mình về đây mình làm tiểu cảnh là tuyệt vời luôn. Đó, là nguyên một cái khu vườn nhà mát ở đằng sau này nha quý anh chị. Đó, khu vực thì nhà cửa là đông đúc, dân cư đông. Đó, nhà là san sát nhau nè, view này là view núi luôn nè quý anh chị. Đó, nhà bà con ở xung quanh này rất là nhiều ha. Đó, quý anh chị nào mà yêu thích cái khung cảnh nghỉ dưỡng thì cũng mong là đây là một cái sự lựa chọn cho quý anh chị. Thì tới đây nè, nếu mà mình quẹo trái á, mình quẹo phải á quý anh chị, là mình sẽ đi ra đường quốc lộ 22B nè. Là phía ngoài đây là đường quốc lộ 22B nè.
Đó, mình quẹo phải là về Tân Biên, mà quẹo trái là về thành phố Tây Ninh. Đó, rất là thuận tiện ha. Từ đây mình đi về thành phố Tây Ninh khoảng 6 cây số thôi. Đó. Nhà thì ở đây cũng rất là nhiều rồi. Đó, đường thì đang làm nhựa luôn nè quý anh chị. Xung quanh này rất là nhiều nhà. Đó, mình về đây mình cất một cái nhà bé bé xinh xinh, ở sau quý anh chị mình có thể lập thêm một cái khoảng vườn, một cái nhà để mình nghỉ dưỡng ha, cuối tuần về Tây Ninh. Đó. Thì quý cô chú anh chị nào yêu thích cái bất động sản này thì hãy liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Số điện thoại là 0839 666 736 để Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình một cách tốt nhất nha. Và đừng quên cái khung giờ vàng của chúng ta là 7 giờ sáng hàng ngày. Thì em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình những cái bất động sản đáng quan tâm tại thị trường tỉnh Tây Ninh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.